Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Majin Buu Channel và mình là Buu đây. Hôm nay Buu sẽ cùng với mọi người giải quyết cái vấn đề của cái máy tính mà sau khi chúng ta là xài một thời gian dài thì nó sẽ cảm thấy ì ạch, chậm chạp. Thì đó là cái lỗi do cái cache mà lâu ngày mình dùng á, nó có thể là tồn đọng trong máy mình quá nhiều cái tập tin cache hoặc là những cái file rác á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xử lý những cái file này mọi người nhé. Ok, mời mọi người làm chung với mình nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ xóa các cái file rác của hệ thống mọi người nhé. Thì các cái file rác này nó sẽ tồn tại lâu ngày. Thì chúng ta vào Start, chúng ta sẽ gõ ở phần Search này ha, là phần trăm TEMP, có nghĩa là chữ Temporary á, rồi dấu phần trăm đóng lại, chúng ta Enter mọi người nhé. Ok, thì đây là những cái file mà chúng ta có thể xóa. Thì mọi người có thể xóa toàn bộ các cái file trong này tất tần tật. Mọi người có thể nhấn Ctrl A để có thể chọn tất cả, hoặc chúng ta có thể nhấn phím đầu cái thư mục đầu tiên, tập đầu tiên, và chúng ta đè phím Shift để nhấn cái thư mục cuối cùng hoặc là tập tên cuối cùng, và chúng ta nhấn vào cái biểu tượng Delete này mọi người nhé. Ok, thì nó sẽ Delete. Còn khi mà nó hiện ra vậy có nghĩa là folder in use, có nghĩa là những cái folder này nó đang được dùng bởi một cái phần mềm nào đó, thì chúng ta chỉ cần check vào đây và chọn skip mọi người nhé. Ok, rồi thì nó sẽ xóa những cái file nào cần. À, cái folder access deny này cũng không xóa, mình cứ tiếp tục thôi, cái phần này mình không xóa, mình cứ để y vậy mọi người nhé. Thì chúng ta chỉ xóa những cái gì mà nó cho phép, còn những cái mà ví dụ folder in use hay là folder access deny thì chúng ta sẽ bỏ qua. Rồi đây là những cái tập tin và là những cái thư mục còn lại của nó, thì nó không cho mình xóa thì mình cứ để y xin vậy đó. Mình đã xóa khá nhiều rồi thì mấy cái này thì không cần. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ vào cái thư mục theme của Windows bằng cách chúng ta vào run ha, vào trong cái dòng run này chúng ta đánh chữ theme. Thì trong cái theme này, đây là nơi để mà lưu tạm lại những cái file mà trong cái quá trình cài đặt của chúng ta hoặc là sử dụng các cái ứng dụng á. Các file này nó có cái phần mở rộng tên là cái đuôi tên là theme á, temporary á, thì chúng ta sẽ xóa hết cái này cũng tương tự giống như bên kia thôi, và chúng ta chọn cái biểu tượng delete ở đây mọi người nhé. Hoặc chúng ta có thể right click ở đây chọn delete cũng được, cách nào cũng được miễn sao chúng ta xóa nó thôi. Rồi thì cái này cũng tương tự như bên kia, có khi mà nó báo cái file in view thì chúng ta không cần phải xóa nó mà chúng ta chỉ cần skip nó đi là được rồi. Rồi mọi người chọn chỗ này skip ha. Rồi chỗ này chúng ta cũng check vào đây ha, để nó thực hiện cái cùng một cái nhiệm vụ á, nó không cần phải hỏi chúng ta, cứ gặp mỗi thư mục của chúng ta nó hỏi chúng ta. Rồi xong ha, thì còn lại cái này cái nào không xóa được thì thôi mình cứ để y thinh vậy không sao cả. Rồi chúng ta đã tiến hành xóa tiếp thư mục tem. Kế tiếp chúng ta sẽ làm một cái động tác kế tiếp là chúng ta sẽ vào một cái thư mục mà cái nó chứa toàn bộ những cái software mà nó đã download và nó update. Chúng ta vào UC ha. Chúng ta sẽ vào phần Windows ha, và mọi người scroll down xuống tìm giúp dùm cho mình một cái thư mục tên là software distribution ha. Đây, vào đây software distribution mọi người nhé. Rồi mọi người vào tiếp vào phần download đây. Rồi trong cái phần download này mình có thể xóa tất tần tật đó. Ok, mình cũng chọn từ cái tập tin của thư mục đầu tiên cho đến tập tin của thư mục cuối cùng, và chúng ta chọn Delete. Ok mọi người nhé. Rồi đây toàn bộ chúng ta đã delete nó rồi ha. Rồi coi như xong, xong một bước nữa. Kế tiếp chúng ta sẽ vào tiếp một cái phần run nữa ha. Thì chúng ta sẽ xóa tiếp một cái phần nữa tên là Prefect mọi người ha. Thì cái Prefect này là cái mà nó chứa những cái gì mà nó đã những cái ứng dụng á, những cái file tạm của ứng dụng mà nó mở ra nó làm cache để nó có thể mở nhanh hơn, nhưng nó cũng ngược lại là đến lúc mà chúng ta update hoặc là những cái gì thay đổi trong máy tính thì nó lại là cái nơi làm cho nó y ạch nhiều nhất. Thì chúng ta sẽ vô cái refact này chúng ta xóa toàn bộ đi, để khi mà chúng ta mở một ứng dụng thì nó sẽ mở mới lại từ đầu để đỡ mất công chúng ta thôi chứ chả có gì cả. Thì lâu ngày rồi thì chúng ta nên xóa nó đi để mà chúng ta clean cho nó sạch sẽ, rồi chúng ta cũng chọn delete mọi người nhé. Rồi tất cả đều delete thoải mái mọi người ha, cái nào nó báo folder in view hay là file in view thì chúng ta mới skip nó thôi, còn không thì chúng ta cứ cho delete hết. Ok skip ha. Rồi xong, vậy là chúng ta sẽ đã xóa tiếp tục thêm được một phần nữa,
mà nó có thể làm chống cái ổ cứng của chúng ta rất là nhiều. Thì nói chung là mọi người cứ làm theo hướng dẫn của Bu, những cái phần nào xóa được là trong video này của Bu là nó sẽ xóa được. Rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ vào một cái phần nữa tên là mọi người vào phần start này ha, vào phần search này mọi người gõ phần disk cleanup. Thì cái disk cleanup này nó sẽ giúp chúng ta khá nhiều và nó sẽ gom lại một chỗ cho chúng ta để chúng ta có thể xử lý bằng những cái biểu tượng thôi. Đây mọi người chọn vào cái ổ đĩa mà mình muốn xóa là ổ đĩa C ha. Thì trong cái ổ C này nó mới có nhiều cache ha. Rồi. Rồi trong đây có rất nhiều nè. Cái thứ nhất là mà mấy như là download DRM file là chúng ta có thể bỏ nè. Temporary Internet File này chúng ta bỏ nè. Direct Cache này chúng ta cũng bỏ nè. Cái Shadow Cache này không cần nè. Delivery Option này cũng bỏ được nè. Recycle Bin là thùng rác nè. Rồi tiếp tục ha. Tiếp tục là cái Temporary File này cũng bỏ đi. Và cái Thumbnail cũng bỏ đi mọi người nhé. Rồi nó có một cái phần ở dưới phía dưới. Đó là cái phần Clean Up System File. Có nghĩa là khi mà chúng ta nâng cấp Windows từ một cái hệ điều hành Windows 10 lên Windows 11 thì nó sẽ có một cái phần clean up system file, hoặc là chúng ta update những cái service bus á thì nó sẽ có một cái phần system file này. Thì lâu về dài thì nó cũng chứa lại, thì cần thiết chúng ta vẫn phải xóa nó đi đó. Đây là cái bản reverse Windows installation, thì cái bản Windows này của Bu đã được nâng cấp từ bản Windows 10 lên Windows 11 nên chắc chắn nó sẽ phải có những cái installation Windows mà ở cái phần trước đó. Vậy thì chúng ta cũng phải chọn vào đây và chúng ta xóa hết. Nhưng mà có một cái điểm muốn muốn note lại cho mọi người là nếu như chúng ta xóa cái phần này thì chúng ta sẽ không roll back quay về được Windows cũ. Ok, rồi sau khi nó quét qua thì nó sẽ thêm một vài option nữa cho mình. Thì thường là Bu sẽ chọn hết từ cái Windows Upgrade, Log File hay là những cái Windows Error gì hết, Report này là mình xóa hết ha, Direct X Shadow ha, xóa luôn. Rồi cái phần Language Resource này mình cũng xóa luôn nha. Rồi đây, phần Reverse Windows Installation này mình cũng xóa ha, nó chứa hơi nhiều ấy. Chứa tới 15.2 GB lần này mọi người thấy không? Rồi cái Temporary Window Installation File này mình cũng xóa luôn. Rồi. Rồi, toàn bộ quá trình này và cái phần clean up nó có phần more option là mọi người vào phần này thì nó sẽ clean up này, chẳng qua cái clean up này là nó mở cái program installation của mình đó. Cái mà những cái chương trình mình đã cài vào đó, mình có muốn uninstall một số chương trình này không thì mình vào đây mình uninstall, còn cái này mình đang cần socket nên thành ra cái phần này chắc cũng không cần đâu ha. Rồi mình quay về phần disk clean up và mình chọn ok để xóa nó đi mọi người nhé. Tổng cộng là 18.8 GB mọi người nha, khá nhiều đấy. Đó, thì quyết định delete thôi. Ok, delete file thôi, không có gì phải đắn đo suy nghĩ gì hết mọi người ha. Thì nó sẽ clean toàn bộ những cái gì mình đã lựa chọn. Đây, một cái warning. Cái warning này ý nó muốn nói là mình nếu mà clean up cái bản Windows mà trước đây á, cái installation file mà trước đây á, thì chúng ta sẽ không có thể roll back được ha. Mình có muốn làm điều này không? Thì mình đã quyết định rồi thì mình chọn yes thôi mọi người ha. Ok, yes thôi. Rồi, nếu như cái này nó có những cái file Windows installation mà mình cài từ Windows 10 á thì cái quá trình delete nó hơi lâu tí xíu tại vì nó hơn 10 GB. Còn nếu như chúng ta đã clean trước đó rồi hoặc là chúng ta không có phải cài từ Windows 10 lên Windows 11 thì cái chỗ này nó rất là trống, thì nó có thể chạy rất là nhanh thôi mọi người. Thì mọi người có thể rất là nhanh chóng clean cái cache của cái máy tính của mình để cho nó trống. Thì cái động tác này nó sẽ giúp cho chúng ta có hai việc. Cái thứ nhất là để trống cái ổ đĩa C của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta có thể là giúp cho máy tính chúng ta chạy nhanh hơn. Tại vì cái cache này nó có hai mặt. Một là nó sẽ giúp cho chúng ta mở lên những cái file cũ cache để nhanh. Cache là gì? Để bộ nhớ đệm á, để mở cho nó nhanh hơn. Còn về lâu về dài thì nó chứa nhiều quá rồi, lúc đó nó sẽ nặng và nó ì ạch và nó không biết chọn là file nào nữa, nên thành ra là nó sẽ đi tìm trong cái cache trước, sau đó nó đi mở cái chính, thì thành ra lúc đó nó sẽ ì ạch hơn là bình thường. Rồi kế tiếp nữa mình sẽ là vào một cái phần nữa, mọi người mở file explorer lên, mọi người chọn vào ổ C và mọi người sẽ chọn cái dấu ba chấm nằm trên này đó, mọi người chọn phần option đây ha. Rồi ở ngay ở phần general này mọi người nhìn phía dưới nha, chỗ phần privacy nè. Đó, mọi người uncheck hết mấy cái privacy, nó không show những cái file này.
ra ngoài thôi chứ chả có gì cả. Và chúng ta chọn clear. Clear này để clear những cái region mà chúng ta đã từng mở đó, nó sẽ đóng bớt lại và nó giúp cho cái file explorer của chúng ta nó giống như là mình mới cài Windows là vậy, nó không có mở cái gì cả, không có mới gì cả, không có cache gì cả. Ok, rồi tiếp tục mình sẽ vào mà cái dòng lệnh run mọi người nha. Mình sẽ gõ chỗ này là ws reset ha. Rồi chúng ta chọn ok ha. Thì cái ws reset này để làm gì? Nó là cái Windows Store, ws là Windows Store reset, có nghĩa là chúng ta reset cái Windows Store của chúng ta. Thì cái Windows Store chúng ta cũng có lúc chúng ta cài app này, chúng ta search app này thì nó cũng sẽ lưu cache lại. Thì cái động tác này nó sẽ xóa toàn bộ những cái cache nằm trong Windows Store của chúng ta. Thì nếu như chúng ta cài nhiều thì chúng ta sẽ chứa lại thành nhiều thôi. Đó, nó mở lên và nó đã reset về y như hiện trạng ban đầu rồi ha. Có nghĩa là nó không có suggest, không có reason gì cả. Ok, rồi giờ chúng ta đóng lại và chúng ta làm cái động tác kế tiếp nữa. Rồi, kế tiếp nữa chúng ta sẽ clear cache của cái dnet và clear cache của cái browser. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm browser nha. Mình có ba cái browser, mình sẽ bắt đầu bằng cái Microsoft Edge. Thì mọi người vào phần dấu ba chấm này để đi tìm một cái phần tên là setting mọi người nha. Chúng ta sẽ vào setting của Microsoft Edge, đây setting. Rồi. Và setting này. Chúng ta sẽ tìm một cái phần gọi là privacy. Đây, rồi chúng ta scroll down xuống để chúng ta tìm cái phần clear browsing data ha. Rồi chọn chọn chỗ này, chọn chỗ này để clear ha. Đây, choose rồi. Rồi chúng ta sẽ check toàn bộ các cái option ở đây để chúng ta clear cái cache browsing data này. Và cái thời gian là lúc nào, nó sẽ có những cái option là 1 giờ trước hoặc là tất cả thời gian, thì chúng ta chọn all time thôi mọi người ha. Rồi chúng ta clear. Rồi, như vậy là chúng ta đã clear cache cho cái browser là Microsoft Edge của chúng ta. Thì tương tự mình sẽ làm tiếp cho phần Google Chrome mọi người nhé. Chúng ta mở Google Chrome lên và tương tự chúng ta sẽ phải vào phần setting. Rồi, chúng ta sẽ tìm vào phần là privacy and security và chúng ta sẽ tìm cái phần là clear browsing data. Rồi chúng ta cũng clear on time ha và chọn tất cả các option nằm ở trong cái phần này ha. Đây, rồi chọn clear data mọi người ha, mình chọn hết ha, select all ha. Rồi, coi như xong với phần Google Chrome. Chúng ta tiếp tục qua tới phần Microsoft Firefox. Thì phần Microsoft Firefox cũng tương tự y chang như hai cái browser kia, thì chúng ta sẽ phải tiến hành vào phần setting. Đây, setting ha. Rồi, chúng ta sẽ tìm phần privacy and security. Và chúng ta sẽ scroll down xuống để tìm cái phần cookie and data, đây cookie and site data. Thì cái phần Firefox này nó sẽ đơn giản chút xíu, chúng ta chỉ cần chọn clear data và nó sẽ có bao nhiêu nào. 491 MB cache web, mọi người thấy chưa? Khá là nhiều ấy. Mặc dù cái này là cái máy mình dùng để mà quay video nên thành ra cái cache nó ít lắm á, mà rốt cuộc nó cũng rất là nhiều mọi người thấy không? Nếu như một cái máy mà mình dùng bình thường thì sẽ có lẽ nó sẽ nhiều hơn nữa. Rồi, sau khi clear toàn bộ cái cache của browser này xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục làm cái phần cuối cùng, đó là chúng ta sẽ vào cái phần command prompt ha. Và command prompt này chúng ta sẽ clear cái DNS, có nghĩa là những cái trang web chúng ta truy cập đó, nó vẫn có lưu cache để nó nhớ cái đường đi, thì chúng ta sẽ dùng lệnh là ipconfig flush DNS ha. Rồi, đây. Rồi như vậy là chúng ta đã successfully để flush toàn bộ các cái DNS mà cache. Rồi chúng ta đã xóa cái cache đi và chúng ta sẽ browsing lại toàn bộ các cái trang web không có thông qua các cái DNS cũ nữa mọi người ha. Rồi thêm một cái phần nữa mình muốn giới thiệu với mọi người là mọi người sẽ phải clear cái cache của cái location. Thì mọi người vào setting, vào phần privacy security của cái Windows 11, chúng ta sẽ vào phần gọi là location. Thì trong cái phần location này nó sẽ có một cái phần gọi là location history. Đây, mình scroll down xuống và chúng ta cũng clear luôn cả cái location history này, nó cũng nhớ khá khá cái bộ nhớ của chúng ta và chúng ta cần phải clear nó luôn mọi người nhé. Rồi. Ok.
Rồi, đây là toàn bộ những cái gì mà chúng ta dùng để mà có sẵn trên cái Windows 11 để mà chúng ta làm sạch cái cache của chúng ta. Thì Bu muốn giới thiệu cho mọi người một cái phần mềm của một cái hãng thứ ba, nó tên là Blitzbit. Thì cái phần mềm này nó có thể giúp cho chúng ta không cần phải làm bất cứ cái điều gì cả. Chúng ta chỉ cần cài cái phần mềm lên và chúng ta clean cái system của chúng ta, hoặc là cái làm trống cái đĩa cứng của chúng ta. Thì cái phần mềm này nó dùng khá là nhanh. Có nghĩa là nó có những cái option chúng ta chỉ có check và uncheck để chúng ta có thể làm cái gì. Chúng ta có thể nè free cache nè, chúng ta có thể làm delete cookie nè, hay không, chúng ta có thể clear internet history nè, hoặc là các cái temporary file nè, hoặc là delete log nè. Thì ok, mọi người có thể download cái phần mềm này để về và dùng. Thì Bu rất là hy vọng vào một ngày gần đây Bu sẽ có một cái review của cái phần mềm Blitzbit này, là Bu sẽ cài lên và Bu sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách dùng cho cái phần mềm này mọi người nhé. Thì ok, cái hướng dẫn của Bu đến đây là kết thúc. Bu rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Bu, và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho Bu.